Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Hiện tượng khác thường, ắt có tai ương, sắp xảy ra thảm họa đẫm máu sao. Vào buổi tối ở một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, bầu trời bỗng được nhuộm màu đỏ như máu. Đối với những người tin vào tâm linh, hiện tượng này được liên tưởng đến họa sát thân, oán khí trùng thiên. Liệu dị tượng này sẽ mang đến những báo hiệu và gợi mở điều gì cho con người? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vào tuần trước, người dân một thành phố ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bị sốc sau khi bầu trời đêm chuyển sang màu đỏ như máu, khiến cơ quan khí tượng địa phương phải vào cuộc điều tra. Được biết, hiện tượng kỳ bí diễn ra vào lúc khoảng 8 giờ tối ở quận Định Hải. Nhiều người dân trong khu vực đã chia sẻ video về hiện tượng kỳ lạ này trên WeChat, dẫn đến nhiều suy đoán khác nhau về nguyên nhân. Cảnh tượng này được nhiều người dân chứng kiến và dùng điện thoại ghi lại. Những người già ở địa phương cho biết họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy trong đời. Thời tiết kiểu gì vậy? Bầu trời sao thế? Nó đang nhấp nháy. Con sợ quá, thế giới sẽ không bị hủy diệt chứ? Một số người cho rằng đó là điềm chẳng lành, có thể sắp xảy ra chuyện lớn. Cũng có người nói rằng ông trời đang nổi giận. Tất nhiên, có không ít cư dân mạng dùng lý luận khoa học để giải thích. Một số cho rằng đó là hiện tượng tán xạ phân tử, có chút giống với hiện tượng ngọn núi đỏ rực sau một vụ phun trào núi lửa. Một số khác cho rằng nó có liên quan đến mây động đất, earthquake cloud. Mây động đất là những đám mây được cho là dấu hiệu của những trận động đất sắp xảy ra. Bầu trời máu ở Bắc Kinh, Trung Quốc, cách đây 252 năm, tai nạn gì ập đến? Người xưa thường cho rằng, trời sinh dị tượng, ắt có yêu nghiệt xuất thế, tức là khi trên trời có những hiện tượng kỳ lạ, đó là dấu hiệu cho thấy yêu quái, điều quái dị, hoặc người chuyên làm việc xấu đang làm loạn thế gian. Theo ghi chép cổ xưa về bầu trời màu đỏ, đó không phải là chuyện tốt, kéo theo đó sẽ là tai họa. Vậy nên nhiều người không khỏi thắc mắc liệu đó có phải một lời cảnh báo đến từ thiên thượng. Trên thực tế, đã từng có những tai ương xảy ra sau khi xuất hiện bầu trời màu đỏ máu. Đêm ngày 10 tháng 9, năm Càn Long thứ 35, tức năm 1770, bầu trời Bắc Kinh, Sơn Đông và Sơn Tây cũng đột nhiên biến thành màu đỏ như máu và kéo dài trong 9 ngày. Theo ghi chép, lúc bấy giờ ngay cả Hoàng đế Càn Long cũng bị kinh động. Hoàng đế cho rằng đó là sự tức giận của thiên thượng và các vị thần nên đã ra lệnh miễn trừ thuế siêu trên toàn quốc. Khi ấy, dân chúng cũng hoảng sợ đến mức bùn rùn tay chân. Vào thời điểm đó, có nhiều thầy phong thủy và các nhà kham dư trong dân gian đều cho rằng đây là một điềm dữ. Trên thực tế, những sự việc xảy ra sau đó trên khắp đất nước dường như đã xác minh nhận định này. Vào năm thứ 39 của triều đại Càn Long, tức năm 1774, Vương Luân ở Sơn Đông lấy lý do phản đối việc chính phủ thu thêm thuế, đã dẫn đầu dân chúng mở cuộc khởi nghĩa. Sách cổ cảnh báo, đỏ như hỏa huyết, thiên hạ loạn. Tại phương Đông, văn hóa truyền thống Trung Quốc xưa đều giảng thiên nhân hợp nhất, sự việc xảy ra nơi con người và thiên tượng là có sự đối ứng với nhau. Thời cổ đại có rất nhiều các bậc hiền triết giỏi xem thiên tượng, có thể căn cứ vào dị tượng biến hóa khác nhau mà suy đoán sự việc sẽ xảy ra ở thế gian, vì thế đã tổng kết ra không ít kinh nghiệm. Đối với dị tượng màu đỏ, cổ nhân Trung Quốc cho rằng xích sắc giả chủ binh hoang, ý rằng màu đỏ chủ về quân vương, binh đao và đói kém mất mùa. Khi xuất hiện các loại hiện tượng giống như trăng máu, bầu trời máu, sẽ bị coi là điềm báo chẳng lành. Trong cuốn sách nổi tiếng Ất Tỵ Chiêm của cao nhân Lý Thuần Phong đời Đường, có ghi chép rất nhiều dị tượng màu đỏ. Ví dụ như, khí đỏ dần dần chuyển sang màu máu là có hiện tượng đổ máu. Khí đỏ che kín mặt trời như ánh sáng máu, sẽ xảy ra đại hạn, người dân đói kém, đất cằn nghìn dặm. Khí đỏ xoáy và dừng lại ở đâu, phía dưới có binh đao đổ máu. Phía trên thành lũy doanh trại có đám mây hình đầu người màu đỏ. Phía dưới xuất hiện đổ máu tang tóc. Khí đỏ xuất ra ở Tham Kỳ, chưa đến một năm, giặc Hồ phía Tây vực xâm chiếm Trung Quốc, không tới ba năm, thiên hạ nhiễu loạn, bách tính buồn phiền. Từ những ghi chép trên, chúng ta có thể thấy rằng dị tượng màu đỏ đối ứng đến nhân gian,
thường sẽ phát sinh thảm họa, chiến tranh và hạn hán, đặc biệt họa sát thân là chiếm phần nhiều. Trời đỏ như máu, hoàng quyền thay đổi. Trong lịch sử Trung Quốc, khi vương triều sa sút thì bầu trời đỏ như máu là điềm báo chính quyền lâm nguy và vận mệnh của quốc quân. Theo tục Tư Trị Thông Giám quyển 87 ghi chép, Tống Huy Tông sau khi đổi niên hiệu là Kiến Trung Tĩnh Quốc, năm 1101, bầu trời đêm xuất hiện khí sắc màu đỏ khắp trời, vùng khí đỏ xuất hiện ở phía đông bắc, kéo dài về phía tây nam, ở giữa có luồng khí trắng, khi khí sắp tiêu tán, bên cạnh lại có khí đen chẳng lành. Lúc ấy, đại thần Can Gián Nhâm Bá Vũ đã giải thích thiên tượng này, cho rằng thượng thiên giáng xuống dị tượng, sẽ xuất hiện âm mưu trong cung cấm, bề dưới phạm thượng, đồng thời điểm báo xuất binh ở phương bắc. Vì vậy ông Can Gián Thiên Tử trọng dụng Trung Lương, trục xuất gian tà nịnh thần, trừng trị kẻ ác để vãn hồi thiên ý. Theo Tống Sử quyển 23 ghi chép, vào ngày Đinh Dậu tháng 11 nhuận năm Tĩnh Khang thứ nhất lại một lần nữa xuất hiện dị tượng khí đỏ đầy trời. Đúng vào thời gian quân Kim Tiến đánh Biện Lương, suốt mấy ngày liền trời giáng xuống bão tuyết, có nơi tuyết cao chừng 3 thước, đồng thời còn có dị tượng mặt trời đỏ như lửa, không có ánh sáng. Về sau quân Kim đánh vào Kinh Đô, bắt Tống Huy Tông và nhị đế Tống Khâm Tông cùng số lớn hoàng thân quốc thích đưa về phương Bắc, Bắc Tống diệt vong. Cuối thời hoàng đế Nguyên Thuận đã từng nhiều lần xuất hiện dị tượng mưa máu, sương mù đỏ, khí đỏ che phủ bầu trời. Nguyên Sử Ngũ Hành Chí Hỏa Bất Viêm Thượng Quyển 51 ghi chép, vào ngày Kỷ Tỵ, tháng 7 năm Chí Chính thứ 21, phía tây bắc Hán Châu đường Ký Ninh, có khí đỏ che phủ bầu trời như máu, mãi mới tàn. Ngày Ất Dậu, phía bắc đường Đại Đồng, đêm có khí đỏ che kín bầu trời, thẳng qua thiên đình, từ đông đến tây, rồi dần tan, đó là lần thứ ba. Năm Chí Chính thứ 28, năm 1368, ngày Quý Dậu tháng 7, ở Kinh Đô khí đỏ đầy trời như lửa chiếu người, từ giờ dần đến giờ thìn, khí nóng ngột ngạt. Cũng vào năm này, triều đình nhà Nguyên rời khỏi Đại Đô trở về Thảo Nguyên Mông Cổ, bởi vì Thuận Đế tiếp tục sử dụng quốc hiệu Đại Nguyên cho nên lịch sử gọi là Bắc Nguyên. Bầu trời đỏ như máu báo hiệu hoàng quyền thay đổi, hoặc vận mệnh quốc quân khó có thể kết thúc yên lành. Cuối triều Minh, hoàng đế Sùng Trinh cũng như vậy. Trời đỏ như máu báo hiệu Sùng Trinh khó được kết thúc yên lành. Theo Hán Nam Tục Quận Chí ghi chép, năm đầu Sùng Trinh triều Minh, năm 1628, toàn vùng Thiểm Tây trời đỏ như máu. Năm thứ năm đói kém, năm thứ sáu lũ lụt, năm thứ bảy có nạn châu chấu và nạn đói. Tháng 9 năm thứ 8 Tây Hương hạn hán, lược dương úng lụt, nhà cửa không còn. Năm thứ 9 hạn hán châu chấu, năm thứ 10 lúa mùa thu không có, mùa hạ năm thứ 11 châu chấu dập trời. Năm thứ 13 đại hạn, năm thứ 14 đại hạn, theo các ghi chép, sau dị tượng trời đỏ như máu, tai ương hoạn nạn liên tiếp xảy ra, mãi cho đến những năm Sùng Trinh cuối cùng. Triều Minh 1368 đến 1644 là vương triều kéo dài 276 năm, vị hoàng đế cuối cùng là Sùng Trinh. Từ khi Sùng Trinh bắt đầu đăng cơ, toàn Thiểm Tây xuất hiện dị tượng bầu trời đỏ như máu, sau đó các loại tai họa liên tiếp xuất hiện không dứt, ngoài nạn đói, lũ lụt và hạn hán, còn có đại ôn dịch, chẳng hạn như dịch hạch bùng phát ở Sơn Tây năm 1633, lịch sử gọi là đại dịch hạch thời Mạt Minh, và đại ôn dịch bùng phát ở Bắc Kinh năm 1643 khiến hơn 200,000 người mất mạng. Sùng Trinh năm 16 tuổi ngôi, phải gánh vác trách nhiệm chống cự ngoại xâm và dẹp yên nội loạn. Ông có tâm chăm lo việc nước nhưng dùng người không đúng phương pháp. Ngoài ra, quan viên các cấp trong triều tham nhũng thành thói, lợi dụng siêu cao thuế nặng vơ vét vào túi riêng, đục rỗng vương triều nhà Minh. Dù cho Sùng Trinh chuyên cần chính vụ có ý đổi mới, nhưng bởi vì nghe theo Sàm Ngôn nên đã giết đại tướng Viên Sùng Hoán, phá hủy Trường Thành hủy đi phòng ngự phía đông bắc, khiến cho Hoàng Thái Cực có cơ hội. Khi Sùng Trinh bắt đầu đăng cơ, toàn Thiểm Tây xuất hiện dị tượng bầu trời đỏ như máu. Đây cũng chính là điềm báo cho kết cục cuối cùng của ông. Ông tại vị 17 năm, cuối cùng là không thể vãn hồi thiên ý vong quốc, Giang Sơn Đại Minh cũng bị mất trên tay ông. Nhìn lại những ghi chép từ phương Đông và phương Tây,
có thể thấy rằng dị tượng bầu trời biến thành màu đỏ máu đều là cảnh báo những tai họa khó lường sẽ xảy ra trong tương lai. Cho dù đó là lời tiên tri, thần thoại, sử ký, nghệ thuật, văn vật, năm năm, đều là để thế hệ sau lấy đó làm điều răn. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung tu thân dưỡng tính, làm nhiều việc thiện thì tự nhiên những điều tốt đẹp sẽ đến. Quý vị và các bạn có đồng ý với ý kiến này không? Hãy comment dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên ấn vào nút like, share, subscribe để khích lệ tinh thần đội ngũ làm kênh Ngẫm Thân Tâm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.